làm truyền thông ấy thì trong cái bộ truyền thông nên thường trực chúng tôi đã phân công Thành Cường làm truyền thông rất là giỏi. Thì trong cái tổ của đoàn chúng ta làm truyền thông này là có nhà báo Phạm Chức, nguyên là phó ban thời sự tại truyền hình tỉnh Hải Dương, và nhà báo cũng nhân dịp chuẩn bị ngày 21 báo chí cách mạng cũng thay mặt đoàn chúc các nhà báo, đặc biệt là anh Phạm Chức, họ nhà thượng tọa Trịnh Xuân Cường, họ Phạm và Phạm nghệ sĩ ưu tú Hồng Tươi và Phạm Hải và một số anh chị là họ Phạm. Nhân dịp báo chí cách mạng này chúc anh Chức là bút anh kim, chim anh thép và chuyến đi mạnh khỏe, thành công tốt đẹp, cho chào một tay. Về thường trực thì có anh Lê Văn Tuấn, anh Tuấn phó chủ tịch phụ trách văn phòng, anh Tống Duy Tân phó chủ tịch phụ trách mảng văn nghệ thể thao, và một số anh chị trong ban thường trực. Tí tôi sẽ giới thiệu từng người một, mà có thể mọi người sẽ giới thiệu để chúng ta trong đoàn với nhau, mặc dù thời gian ngắn thôi nhưng mà người ta bảo là chuyến xe lên nghĩa quãng đoàn lên quen. Thì tôi vừa thấy là các anh này gặp nhau rồi, bảo là bác tên gì nhỉ. Cái này là chúng ta đi đối ngoại xúc tiến Trung Quốc, cái lúc sang ấy hỏi ông kia bắt đầu từ nơi xuất phát, và chúng ta bắt đầu từ xuất phát chúng ta rất vui rồi, và chúng ta được trong hội chúng ta hiện nay là hơn 300 người. Đúng ra là hiện nay theo đăng ký là chúng ta còn 16 người nữa, nhưng mà chúng ta bị dở, và sau này đội hình là sẽ đi vào một chuyến vào cuối tháng 9 đầu tháng 10 là chúng ta sẽ bố trí một chuyến đi Đài Loan. Rất là hữu duyên. Các anh chị là như Thành Cường hôm qua tâm sự là tôi xin phép giới thiệu từ đầu đến cuối. Thay mặt đoàn xin cảm ơn bác Super. Từ sáng giờ chưa được ăn uống gì, nhưng mà driver chứ này Super là cái gì? Super. Super tiếng Pháp. Super tiếng Pháp. Driver tiếng Anh. Sư phụ tiếng Trung, sang mà sang Trung Quốc dần mau xuống xí thì là sẽ gọi sư phụ là đều lái xe cả. Và đội trưởng quy tắc là nắm gọn rất chắc, và phải cả là vấn đề là vì sao nó có ban khen thưởng, là anh Triệu anh sẽ làm chương trình rất hay, lúc đó thì ban khen thưởng sẽ vào cuộc. Tôi xin giới thiệu tiếp là chúng ta thành lập tiếp một ban văn nghệ là do anh Tân phó chủ tịch phụ trách, nhưng mà tôi đi rất nhiều chuyến rồi, nhưng mà thực sự là tôi rất vui là được tham dự chương trình đợt này, nhiều nghệ sĩ lớn. Không phải là chỉ cần chú đi qua cái cầu cái thôi là mới sẽ sang biên giới trong Hải Phòng. Còn chú anh cũng sách văn nghệ sang Hải Phòng này mà chú đi sang. Đợt này thì tôi chưa thấy bao giờ là có một cái văn nghệ xúc kích như này. Chúng ta đi du lịch mà các anh các chị về hỏi là có bao giờ mà đi du lịch mà có một cái đoàn văn nghệ như thế này không, thì tôi chịu phạt. Sau đây tôi sơ bộ giới thiệu các nghệ sĩ của bạn Anh Tân, giới thiệu giúp anh Tân nhé. Thế có cái Tân nghe được không? Về tham gia đoàn ta may là có nghệ sĩ ưu tú Hồng Tươi. Hồng Tươi vẫy tay. Mọi người nhìn. Nghệ sĩ Bó Sơn Lêm. Đặc biệt là nghệ sĩ Trương Toan. Sức khỏe vấn đề gì thì tôi sẽ cùng với đoàn hỗ trợ cho sức khỏe của đoàn. Tôi hy vọng rằng đoàn chúng ta không phải dùng đến thuốc để làm sao mà chúng ta có một cái chuyến đi vui vẻ nhất. Chúc đoàn chúng ta thành công trong chuyến đi này. Xin cảm ơn. Cho chào tay ạ. Cảm ơn anh Hải. Thực sự là đâu mà chúng ta chỉ quản trị 3 vấn đề. Theo tôi đấy, 3 vấn đề. Vấn đề thứ nhất là quản trị sức khỏe thì có doctor rồi. Thôi đừng có lỗ nhiều quá, đau đầu lắm. Xin cảm ơn anh ạ. Kính thưa các anh chị, đối với đoàn ấy cũng như nguyên thủ, đặc biệt là nhân dân tỉnh Hải Dương, anh Xô là anh quen tôi, với tôi với anh Xô là chơi với nhau cũng lâu rồi, tuổi thì bằng nhau, hay mày tao chi tớ, mà hay là cũng là có những cái việc nó bung đùa, cho nên là mọi người hết sức thông cảm.
cũng rất phấn khởi là tôi được đi với Hiệp hội Du lịch Hải Dương là cũng 3-4 chuyến rồi. Mà đi chuyến nào cũng vui, chỗ nào cũng vui, bổ ích, lý thú. Và cuối cùng là thu nhập được rất nhiều vấn đề về sức khỏe, về trí tuệ, về quan hệ, về mọi công việc. Thế là thôi, hôm nay đi thì có cả bà cụ thân sinh ra hai cụ nhà tôi nữa. Nên là có điều kiện thì tôi sẽ giới thiệu với mọi người chưa quen biết. Xin chân thành. Nay là 4 rồi. Có 15 người hiện nay đang cho thêm đất. Dũng nữa vào đi cho nó đủ bộ đi. Dũng là công ty liên doanh chúng ạ. Đúng rồi. Đấy, Dũng đứng lên. Dũng là đối tác liên doanh. Thấy chưa? Đây ngồi đi, ngồi đó. Không phải. Ngồi đứng hết này. Quỳ nữa. Rồi. Nữa quỳ nữa đứng. Cho chéo. Đấy. Đấy chưa? Ba đứng rồi. Thế chứ. Cứ chắc tiền. Đấy ơi. Đã béo rồi còn đứng trên cơ. Ba nhìn đây thôi. Nhắc lớn không? Lịch tỉnh Hải Dương. Lời chào mừng trân trọng nhất ạ. Vâng, rất là cảm ơn Chủ tịch Minh Sô và ban tổ chức, và nhất là có thầy Thượng tọa Thích Thiện Cường. Hôm nay lần đầu tiên Nhung vào Hiệp hội Du lịch. Khi phải làm quả ảnh ở đây ông ạ, làm quả ảnh ở đây đấy. Cái việc ấy ông cứ không phải hỏi ai cả. Chồng ơi, xuống trong chồng. Chồng ơi. Anh chú bắt tay nhau ấy. Ôi giời, có cái ghéo ấy rồi. Bác bà cháu chụp gần đẹp cơ bác. Không nên đứng ra chứ nó không đứng người trong người ngoài. Thằng Tuấn đứng thẳng thế này nào, đứng vào luôn nào. Lâu lắm từ thời sang chiến công khác của tôi. Vâng, tất cả những ngành này nhé, chụp nhé.
Việt Nam lấy được vợ Nhật chứ sao mà lên chứ. Đứa nơi chụp kìa, quá đẹp. Đây. Lên nó mới. Đây là đang đợi tài khoản. Chủ tài khoản đầu tư. Chụp ảnh lối tiếng rồi. Anh mày thay vào đi. Ôi chào mình ơi. Lần thứ hai đứng trên cao, đứng trên hai bậc, trên hai bậc, trên hai bậc dưới. Đó, ok, à. Ok. Hai... Quyết tâm ạ. Quyết tâm ạ. Rồi, ok. Thôi được rồi. À, tí nữa mấy cái nhóm mọi người bấm nhé. Chụp tiên kia được rồi đó. Bà áo đỏ. Đâu đi vào, Dương vào đi, Trung Đồng Lộ. Đường giáo dục. Đây cái xe này rất hay. Không đưa. Đây sẽ là phần mốc số không địa đầu của Tổng quốc đất nước Trung Quốc ạ. Giống như Việt Nam mình xa vị là địa đầu của Trung Quốc ạ. Đây ạ, bên này ạ. Riêng từ tôi mà đã chụp ảnh thì rất nhiều người muốn đứng. Cái gì đó mắt của tôi nó ra.
Cổ lại là hồi xưa là chỉ có cắm đơn sơn thế thôi. À, đây cột mốc à? Cột mốc đây là cột mốc của Trung Quốc ạ. À? À, dạ, không phải của mình đâu ạ. Đang đất nước Trung Quốc mà. Đại Thanh Quốc. Em mình có thể di chuyển sang hướng bên này ạ. À? Đại Thanh Quốc cái gì xuyên xuyên giới. Đại Thanh Quốc, à, cái chữ này mình không đọc được. Xuyên giới này. Tức là một cái ranh giới đấy, một cái ranh giới mà bằng cái con sông. Cái con sông để làm ranh giới giữa của Đại Thanh. Xuyên là sông. Xuyên là sông mà. Xuyên là Châu. Châu có nghĩa là địa quan lưu. Châu, Châu tức là một một cái vùng, một cái vùng. Quảng Tây này. Quảng Xi. Chủ nghĩa Đại Thanh Quốc. Trúc Sơn Cỏ Trúc Lâm. Đây là có cờ đảng ở đây nhỉ? Chú có quay chú đi vào trong vẫn còn nhiều cảnh lắm. Mọi người đang ở trong ấy. À đây. Trúc Sơn Cỏ gì nhỉ? Cái chữ cuối thôi là không dịch được.
tuyệt vời. Những lũy tre còn nguyên ở làng, ngôi làng cổ Trúc Sơn của Đông Hưng, Trung Quốc. Hiện nay họ đa số họ đi làm ăn kinh tế chỗ khác, nhưng toàn bộ các ngôi nhà ở đây đều được giữ nguyên hiện trạng như hơn 200 năm trước. Tất cả những ngôi làng này đều có một cái đặc trưng, đó là được xây bằng các cái vật liệu rất là đơn giản. Ở đây còn những cái lũy tre, những khóm tre rất là lớn, một thời ở Việt Nam rất là nhiều, nhưng hiện nay thì nhiều làng quê ở Việt Nam không còn những bụi tre này nữa, nhưng ở đây họ vẫn bảo tồn nguyên vẹn. Đây là những cây giấy mọc ở dưới bụi tre. Ngày xưa thì ở Việt Nam cái hình ảnh này thì rất nhiều, rất quen thuộc, nhưng hiện nay thì không còn. Đây là một ngôi làng Trúc Sơn. Thượng tọa Thích Thanh Cường tới thăm cái làng cổ này là rất đắm đuối với cảnh đẹp nguyên sơ của làng cổ này. Ở đây là những hình ảnh rất đặc biệt của làng cổ Trúc Sơn. Đoàn chúng tôi là rất đắm đuối với những cái cảnh đẹp ở đây. Những ngôi làng kiểu như thế này ở Việt Nam hiện nay là rất khó tìm, nhưng ở đây họ vẫn bảo tồn. Có một cái nét đặc trưng ở đây là các cái ngôi nhà đều dùng các cái đẹp lắm đi. Câu đối đẹp lắm luôn đi. Câu đối thí dụ như là xuất nhập bình e an này. Rồi câu đối này long tài nguyên gì đây này. Đây là cái cổng. Trên cổng có đề là Trúc Sơn cổ vệ. Như vậy là một cái con đường cổ ở làng Trúc Sơn. Ở đây họ làm du lịch nên là mọi thứ họ hướng dẫn rất chi tiết. Du khách hiện nay là trải nghiệm những không gian cổ thì đây là một trong những điểm khá là thu hút du khách ở Đông Hưng. Ở đây thì chúng tôi được biết là có một số cái hệ thống dịch vụ và phương tiện. Thí dụ như là có các cái xe, người ta cứ đỗ dọc đường này, thế ai cần chỉ có thẻ quét là lấy xe đi. Thế mà họ không lo bị mất xe, bởi vì là khi quét thẻ là các cái mã đã được nhập vào dữ liệu quốc gia và cái xe này lập tức được theo dõi, và xe đi bao nhiêu thời gian đều được lưu lại, và người thuê chỉ việc thanh toán bằng hình thức là thanh toán không dùng tiền mặt. Đấy, đây có những cái phương tiện của người Trung Quốc là rất đặc biệt. Người đoàn chúng tôi là sau khi thăm làng cổ là về đang bình phẩm, rồi là nhâm nhi những cái gì mà đã thu hoạch được khi về thăm cái nơi này. Con đây.
Với thôi thôi, ok cho đội hình thôi thôi. Phái đoàn 46 người đi sang để ký kết hợp đồng với một số các đối tác du lịch giữa Hải Dương với này bên Đông Hưng của bên Trung Quốc. Thì đây là bên này là được tự do đốt những các cái bánh pháo hoa ở cái nơi mà quy định. Thì đây là tôi sẽ đốt một bánh đầu tiên để cho mọi người xem cái pháo hoa của Việt Nam với lại pháo của Bộ Quốc phòng Việt Nam với lại pháo hoa của Trung Quốc như thế nào. Mời mọi người xem bài nha. Khéo đằng sau cô có hoàn gạch đấy nhá. Đẹp lắm đấy. Đẹp lắm sao đó. Bắn chơi đấy. Không xịt đâu, nó lỗ chậm đấy. Đấy, thấy chưa? Xịt. Đúng, pháo lợn nó kêu thế nó không lỗ. Đấy, để nó bị nổ đấy, nằm cái xịt thì gì. Đây là pháo lợn, nó dân hướng. Pháo lợn nó kêu.
cào. Bây giờ mới đi ăn mà. Quên mẹ rồi đúng không? Quên rồi đúng không? Mẹ tên gì? Thằng này đang đi san này. Mẹ cần thuốc có thuốc cần. Còn đâu? Không, cho bà quay đó. Hai. Vua chúa sợ lắm. Mua cái này đi. Không, cái này chỉ 320. Đây, cái này mà 300, cái này 320. Nó bán. Đây sẽ 20.000 này. Nó bán. Con ở bên kia.
Trước mua chân gà hấp thì giờ mà chả ngon chả ngon chả đẹp không chả bình ngang chả sao chả bình ngang chả sao đây không 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 chả không thuốc không bút không quài là Trung Quốc đang ăn bún, là đang chuẩn bị cá đại cá đại hay là gì? Số, cái gà, cái nó số ăn gì ạ? Cái gà trà cá, em cứ vào đi. Nặng quá. Xong là lên xe luôn nhá. Vào xe luôn. Về phía tỉnh Quảng Ninh, trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Lâm Nguyên, Phó Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Quảng Ninh. Cùng các ông bà đại diện các phòng ban chuyên môn Sở Du lịch Quảng Ninh. Bà Nguyễn Thị Bảo, nguyên chủ tịch Hiệp hội Du lịch Quảng Ninh đã đến tham dự chương trình gặp mặt ngày hôm nay. Tiếp theo chương trình Quảng Ninh, kính thưa Nguyễn Lâm Nguyên, Phó Giám đốc Sở Du lịch Quảng Ninh, thưa toàn thể các anh các chị, thưa toàn thể được đón tiếp đoàn và trong một cái không khí rất là vui vẻ nồng ấm này, thì trước hết xin chúc cho tất cả các thành viên trong đoàn chúng ta của VCCI thành lập và đồng thời cũng là thành viên của khu Hiệp hội Du lịch các tỉnh đồng bằng sông Hồng. Trong những năm gần đây thì ngoài cái việc liên kết của các khu thì xưa tỉnh Hải Dương và Quảng Ninh đã rất là nhiều cái việc hoạt động song phương với nhau, có những cái gắn kết giao thương trong thời gian vừa qua. Ngày nay của những năm vừa qua thì chúng tôi đã tham gia cái đồng bằng sông Hồng, chủ tịch Hiệp hội Du lịch tỉnh Quảng Ninh kính thưa các ông bà nằm trong ban thường trực và đang hưng với một tỉnh chúng ta đang chặt chẽ để tạo làng du lịch thật sự vào lúc này và một cái cảm xúc của đoàn sẽ cho các ông chí lãnh đạo sở và toàn thể hội một tràng pháo tay. Thật sự là hôm nay phát biểu thực sự là xúc động và tự hào. Và khi chúng tôi sang Đông Hưng thì lại nhìn quê hương và yêu quê hương hơn. Và chúng tôi Hiệp hội Du lịch cho anh em trong Hiệp hội Du lịch hai tỉnh gặp gỡ riêng nhau để báo cáo quý vị đồng chí lãnh đạo là 28 tỉnh thành là Quảng Ninh với Hải Dương xúc tiến và giao lưu với nhau và giúp đỡ nhau rất nhiều trên mọi lĩnh vực để phát triển du lịch. Hôm nay thì tôi rất muốn nói nhiều, thời gian đã có hạn, chỉ biết là xin cảm ơn sự đón tiếp nhiệt tình của Ninh và chúc cho các chính lãnh đạo
tỉnh hai bên mạnh khỏe. Vũ Minh Tuyến, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Hải Dương công tác biểu trên sở cảm ơn ông. Chủ tịch hiệp hội du lịch Quảng Ninh, kính thưa ông Minh Xô, ủy viên ban chấp hành hiệp hội Việt Nam. Chủ tịch hiệp hội du lịch tỉnh Hải Dương, những người đã có vẻ là chủ tịch hiệp hội du lịch tỉnh Quảng Ninh, kính lời tâm sự của anh Huệ, anh Xô như là anh Tiến thì thấy rằng là du lịch và chúng ta có chung là cái định hướng phát triển kinh tế xã hội của vùng đồng bằng sông Hồng, cái này là định hướng trong nghị quyết 7 thì tỉnh Hải Dương và tỉnh Quảng Ninh sắp tới đây sẽ chung nhau di sản, đúng không ạ? Và chúng ta đang hai tỉnh chúc mừng hiệp hội du lịch Quảng Ninh, hiệp hội du lịch Hải Dương có nhiều sự gắn kết bền chặt hơn nữa. Xin chúc mừng. Vấn đề có dặn em mà ai chăm sóc em trái gió rồi trái gió rồi rồi chứ vừa thì dặn gì đấy cả chứ nếu không thế thì anh cứ giao cho măng anh cứ giao cho măng ôi anh măng hả đây là trước đây đây rồi để mình quay cái xe đằng sau đây măng á măng này đi đâu mẹ cho có TV đúng không ạ có TV đúng không ạ dùng hết rồi hết hết nguồn rồi ôi dùng dùng nhanh quá kia nó vướng cật cậu xứng đáng là người nhất xa ra qua qua ta nhiều băng qua là mà đây nhập một quân nữa đó là đâu được đây em nhìn nha cái cửa sau là quay như là không hoàn thành vướng hết không ra được thế càng cái nên à thế à ok nhỉ để cháu vòng 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 một vòng lại cho mọi người xuống bể bơi chụp ảnh nhé đúng rồi khu vực trong kia là cao xanh không cao xanh bên hòn gai cũng. Vâng, trong đấy khu quanh hồ. Đây là anh Hương Nhang. Thế còn đây là anh Minh Xô. Ngồi cạnh anh Minh Xô là không biết ai. Không biết. Thu Hà, Thu Hà. Trông rất xinh gái nhưng mà bị loạn là không nhớ tên. Đấy, rất khổ. Đợt hiện nay đang bị bỏ rơi. Đấy, hiện nay đang bị bỏ rơi đấy chứ anh Nhang. Bây giờ giao cho ngang không hoa thành đồng hồ không hoa làm lát hoa đây là hoa. Đây là đồng chí mật thám Minh Toan chùm rất kín sợ nó bị ám sát đây vừa quay vừa tường thuật trực tiếp luôn đây là cảng Cái Lân có cái đường qua mình về đâu nhỉ qua mình không qua cầu hả ờ ấy đâu của anh gái đâu hả qua đi đường không tăng tốc mà điện thì không đủ nữa đi mất đà đây em mình đi này với thế này con là cái kiểu đây là mỗi một nhà đấy em anh biết đấy kiểu như ở cái Eco Park của mình nhé Thank you.
Thấy xô mời anh em vào nhà thế đấy. Không phải giấu đâu. Bây giờ có ai đánh giá đâu, mình làm ăn là xong để có tiền mình mua chứ không phải mình kiếm bằng cách khác đâu. Anh cứ mạnh dạn anh mời anh em vào. Vâng, về phía Hiệp hội Du lịch tỉnh Hải Dương xin được trân trọng giới thiệu các ông bà trong ban thường trực và 40 đơn vị lữ hành doanh nghiệp hội viên thuộc Hiệp hội Du lịch tỉnh Hải Dương. Ông chủ tịch Hiệp hội Du lịch tỉnh Hải Dương sẽ có đôi lời phát biểu, xin được trân trọng kính mời ông. Kính thưa Nguyễn Thái Hoài, ủy viên ban chấp hành Hiệp hội, dù rất là trang trọng, thay mặt toàn tôi xin cảm ơn và ghi nhận du lịch của tỉnh Quảng Ninh và Sở Văn hóa Thể thao Du lịch tỉnh. Chỉ ít phút nữa Sở Du lịch sẽ có 3 đồng chí lãnh đạo đến giao lưu chúng ta. Thì với tinh thần đó là rất là xúc động, mặc dù vào cái mùa cao điểm này thì Quảng Ninh là nơi hôm qua có chị Bảo nguyên là phó đốc sở và chủ tịch. Và tôi xin nhắc cái điểm là Hải Dương chưa bao giờ đón tiếp được những người tập rất nhiều. Tôi nói với anh em thì anh em cứ bảo là anh sao lãnh đạo sở tất cả là chúng ta đến, chúng ta là hiệp hội rất bình thường và còn rất nhiều việc. Trong cái chuyến đi vừa rồi chúng ta đã tổ chức một cái chương trình giao lưu. Trong chuyến đi là đáng lẽ là về chúng ta phải rút kinh nghiệm, nhưng mà cũng xin phép đặc biệt là chúng ta xúc tiến thương mại trên xe. Hôm nay tôi xin thưa với các anh chị này, tôi là ủy viên ban chấp hành Hiệp hội Du lịch tỉnh và giám đốc Sân Bay Chu Lai, nhờ chúng biết để mọi người nhìn là vì đây nên đi 3 ngày hôm qua vẫn có người hỏi, nghe bảo có một anh giám đốc Sân Bay đã học tập được khoảng biết cái gì, cái là một trong tỉnh nằm trong top 10 để phát triển du lịch. Có tay thật nồng nhiệt để cùng cảm ơn các đồng chí trong Hiệp hội Du lịch tỉnh Quảng Ninh đã dành tặng món quà rất ý nghĩa cho lãnh đạo Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Hải Dương. Tay thật nồng nhiệt để cùng cảm ơn ạ. Tôi sẽ đếm ạ. 1, 2, 3. Chúng ta sẽ hô là gì ạ? Quảng Ninh, Hải Dương. 2, 3, 4 là Hải Dương. Và tiếp 1, 2, 3 tiếp theo đó là gì ạ? 1 là Hải Dương. Du lịch phát triển được không ạ? Hải Dương thôi. Vâng, Quảng Ninh, Hải Dương ạ. Vâng. Thế thì chúng ta sẽ cùng một lần thôi ạ. Theo ý kiến của chủ tịch Xô là Quảng Ninh, Hải Dương lên nhá. Vâng. Ông chỉ hãy chuẩn bị tinh thần ạ, lấy hơi ạ. Vâng, lấy hơi nhá. 1, 2, 3, Quảng Ninh, Hải Dương lên. Xin cảm ơn ạ. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.